Ngày hôm nay mùng 7 tháng 6, gần 95.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành ngày đầu tiên kỳ thi lên cấp trung học phổ thông. Kỳ thi được xem là còn khó khăn hơn cả kỳ thi đại học. Thế nhưng thông tin gây sự chú ý nhất chính là cả đề thi môn ngữ văn và toán đều bị lọt ra ngoài, lan truyền trên mạng xã hội ngay sau khi phát đề khoảng 1 giờ đồng hồ. Chính vì thế mà sau các môn thi thì Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về nghi vấn lộ đề thi trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 năm nay. Cập nhật tại cuộc họp khẩn chiều tối ngày hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã xác nhận thông tin phát hiện ra giáo viên Nông Hoàng Phúc ở trường Trung học cơ sở Mai Đình Sóc Sơn là cán bộ coi thi số 2 tại điểm thi trường Trung học phổ thông Vân Nội đã chụp ảnh cả đề văn và toán tung lên mạng sau thời gian làm bài khoảng hơn 1 tiếng. Thầy giáo này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy chế thi. Theo đại diện Sở Giáo dục Hà Nội, đây là hành vi ấu trĩ, ý thức kém của giáo viên. Tuy nhiên, theo ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội, đây là để lọt đề thi ra ngoài, chứ không phải là để lộ đề thi như một số cơ quan báo chí đã đưa tin. Và ông Quang cũng khẳng định việc này sẽ không ảnh hưởng tới kết quả làm bài của thí sinh. Thông tin này khiến phụ huynh và đặc biệt lo lắng với công tác đảm bảo an toàn tại các điểm thi cũng như việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của gần 100.000 thí sinh. Và thưa quý vị, về câu hỏi có thể là do điểm thi nào đó lỏng lẻo để học sinh mang đề thi ra ngoài, trong khi theo quy định thì thí sinh phải nộp lại đề thi và giấy nháp ngay sau khi đã nộp bài. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết thêm, nếu phát hiện được người tuồng đề thi sẽ xác minh thêm về động cơ và mục đích của việc tuồng đề này. Còn nếu thí sinh tuồng đề thi thì sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm trong việc đã để lọt đề ra ngoài và quyết tâm tìm giải pháp để ngăn chặn. Và thông tin thêm về đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội thì theo các em thí sinh, đề thi văn năm nay thì không khó và thậm chí là có phần dễ thở. Một số thí sinh thì rất là phấn khởi, khoe làm bài thi ước đạt từ 80 đến 90%. Còn đối với môn toán, đề có tính phân loại cao thì phải học khá trở lên mới có thể làm bài tốt được. Vâng, và cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì trong kỳ thi năm nay có 354 thí sinh vắng mặt, có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi tại trường Trung học cơ sở Lĩnh Nam và mang tài liệu vào phòng thi tại Trung học phổ thông Thăng Long.